I won. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình nha. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây, đằng sau lưng mình là một con lợn và chung quanh là đã gọi là xung quanh là để làm quây vòng lại kín để không cho con lợn này đi ra ngoài. Thì đây là một trò chơi bịt mắt bắt lợn các bạn nhé. Đấy, thì bây giờ mình sẽ thực hiện một thử thách là bịt mắt bắt lợn cho các bạn xem nhé. Thì đây, con lợn này nó rơi vào khoảng 20 cân đấy các bạn ạ. Con lợn này phải rơi vào khoảng 20 cân. Thì bây giờ mình sẽ không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ thử bịt mắt và bắt con lợn này ở trong cái khu vòng tròn này nhá. Đấy, xem nào có bắt được con lợn này không. Ok, không nói nhiều nữa, không dài dòng nữa. Bây giờ mình sẽ thực hiện luôn thử thách bịt mắt bắt lợn. Bây giờ các bạn theo dõi clip này nhá. Đây các bạn ơi, bây giờ mình sẽ thử thách bịt mắt bắt lợn luôn nha. À, bây giờ mày phải bộ cho anh chứ. À, em của cho anh à? Đấy, nhờ em gái, tình gái một rồi. Em buộc là cho anh nhìn thấy nhá. Ôi thế này thì không nhìn thấy gì thật rồi. Được chưa em? Ủa. Đúng rồi. À. Anh chả nhìn thấy. Thật sự bây giờ mình không nhìn thấy một cái gì luôn. Con lợn nó ở chỗ nào em? Con lợn nó ở trong vây anh. Bây giờ mình sẽ bắt luôn nhá, xem nó ở chỗ nào. Ngược rồi. Đằng sau. Quay ngược về đằng sau. Đi thẳng. Đi thẳng đấy, cứ đi thẳng tiếp. Thẳng đi. Vào. Đi thẳng tiếp. Chả nhìn thấy cái gì luôn. Ở chỗ nào? Đi quay. Bên trái. Đấy. Đi thẳng. Nhanh. Nó chạy rồi. Bên phải. Bên trái. Đi thẳng. Đi thẳng. Đó là sao anh ấy? Đi thẳng. Nghiêng sang bên này, bên trái một tí. Rồi. Đi thẳng. Thẳng tiếp. Mày chỉ anh đi đâu đây? Rồi lại chạy rồi. Đằng sau. Đang chỗ nào đây? Nó chạy về đầu bên này rồi. Khó thế nên biết nhiều trò chơi. Đâu rồi em? Nó ở bên trái một ít. À em đứng lên cái ghế kia quay cho nó rõ. Nó ở bên trái một ít. Bên phải. Đi thẳng xuống. Đi thẳng. Tiếp. Trời ơi. Thế này thì làm ăn cái gì? Anh cứ chạy vòng quanh cái bàn đấy. Các thầy đó. Đấy, cứ chạy vòng quanh này. Đấy. Chạy nhanh lên, nó chạy mất giờ. Quay trẻ con mà nhá. Bây giờ ơi. Điên thật. Nó bỏ ra thôi các bạn ạ. Một hồi từ nãy giờ bắt không thể bắt được nó luôn, bây giờ thử bỏ ra và đuổi theo nó xem bắt được không nhá. Bỏ luôn cái khăn bịt mặt này ra và đuổi theo bắt được nó, bắt được. Chạy đi còn lên mới được. Phải chạy đi đâu. Chạy lên. Ôi trời ơi. Không hết. Ôi trời.
Thế mà vẫn chạy được à? Mày. Thằng này khá ấy à? Mày đứng im này. Mày chạy đi đâu nào? Mày. Mày, ai ơi. Ai ơi. Chân luôn. Mày đi. Ui giời. Mày. Làm. Không chơi đâu. Để tôi phi hỏng hết cả chân rồi. Bạn ơi, nói thật với các bạn là kể cả mở mắt không bịt khăn vào mặt nữa mà đuổi nó bắt nó còn mệt còn không bắt được. Mở mắt nó phi vào chân chảy máu chân này này. Bắt lợn khó thật các bạn. Bắt lợn khó thật các bạn. Thôi bây giờ mình xin dừng video ở đây thôi. Bắt mai không bắt được nó. Mở mắt ra rồi mà bắt không bắt được. Thôi các bạn ạ. Bây giờ mình xin dừng video ở đây thôi. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo của mình nha. Ok, xin chào tất cả các bạn.